Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một cái kênh chuyên đánh giá, review các cái xe đạp thể thao nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác đánh giá một em đánh giá cho các bác xem một cái chiếc xe đạp thể thao địa hình hiệu của Chinic. Đây là một hiệu của Italy các bác, hiệu Ý. Dòng Chinic này thì có cấu hình rất là tốt và mức giá là vô cùng hợp lý. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe cho các bác xem. Xe được trang bị bộ tay chuyển số Shimano DR, phanh dầu Shimano, khóa giả giảm sóc trên tay. Đấy. Khóa giảm sóc trên tay luôn các bác nhé. Không phải thò tay xuống đây mình khóa nữa, giảm sóc hơi. Đấy, đặc biệt là dòng Chinic này là có giảm sóc hơi, cấu hình thì rất tốt. Nếu mà để mà nói thằng gian mà có giảm sóc hơi như này thì giá nó phải trên 10 triệu nếu mà bên cửa hàng em bán hoặc các cửa hàng khác bán. Thế nhưng mà dòng Chinic này thì có giảm sóc hơi, cũng để DOG mà hiệu Ý hẳn hoi thì giá là rất hợp lý, nó chỉ là hơn 8 triệu thôi. Đấy, giá bán thì em sẽ để ở phần mô tả cho các bác và ấn xuống mũi tên trỏ xuống để xem đây. Mayer Lovatec luôn, không phải là vớ vẩn luôn, không phải vớ vẩn nhé. Mayer rất là ngon, hàng hiệu, lốp 26 trên 195, giảm sóc hơi. Trang bị bộ tay chuyển số DOG, cấu hình là DOG luôn, bên nước sơn các bác, nước sơn là đen sần, cộng với một số chỗ là sơn đen bóng, sơn rất đẹp luôn, không có vết xước nào lớn cả, gần hầu như không có vết xước. Xe được trang bị đùi trục rỗng Pro Wheel các bác nhé, gạt đĩa Shimano DR. Đấy, đây hiệu Ý ạ, đùi da Ý đó, chỉ biết nhờ hiệu Ý chạy rất là ngon. Đùi đè Shimano DR, hai Mayer đều là Lovatec hết. Mayer Lovatec các bác chơi xe các bác biết rồi, rất là tốt. Vành 26 và cặp Mayer Lovatec trang bị bộ chuyển động 10 lít đè DOG, gạt DOG, tay DOG, đùi đĩa trục rỗng. Tổng thể xe rất là đẹp mà giá thì hợp lý. Bây giờ em sẽ vào đo size cộng với đánh giá chi tiết chuyển động của nó xem. Đấy nhá, size của các bác là từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 45 cm. Nếu mà hãng gian thì đây sao lại vào tầm size M. Ở tâm trục, tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 55 cm. Xe này phù hợp cho các bác cao từ khoảng 1m65 đổ lên đến 1m75 mà đi hợp lý. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video.
Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động của chiếc xe. Xe được trang bị 10 lít. Đây là bây giờ em lên lít này. Đấy, rất êm luôn, rất mượt, chuyển số mượt mà. Bộ chuyển động Shimano DR là tốt gần trùng cuối rồi. Rất là phù hợp dành cho các bác leo núi. Lên xuống lít rất mượt mà, các em bây giờ em xuống đĩa này. Đấy, lên xuống đĩa rất là mượt mà. Rất mượt mà luôn, quá ngon bổ rẻ. Với cái cấu hình giảm sóc hơi, ba bộ chuyển động DR, Mayer Lovatec đi vòng, xe có giá rất tốt bên em là 8,5 triệu bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì hãy liên hệ Zalo trên số điện thoại màn hình 0975 709 943 để bên em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái tin bài, các cái xe mới bọn em đăng lên trên kênh nhé.